Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thủy Tiên đang có hành trình thiện nguyện ý nghĩa tại Angola. Đồng hành cùng cô là Quang Linh Vlog, một YouTuber nổi tiếng tại châu Phi, để cùng triển khai dự án xây dựng giếng nước sạch cho khoảng 5.000 người dân nơi đây. Dự án triển khai tại các bản Jamba, Bailundo, Huambo tại Angola. Đặc biệt là các giếng nước sạch này đều được thực hiện hoàn toàn bằng sức lao động của người Việt. Để tạo thêm phần ý nghĩa cho hành trình thì mỗi giếng nước sẽ trồng một cây cam ở bên cạnh. Những ngày kế tiếp thì Thủy Tiên sẽ đi thăm bản nông nghiệp và nhà tình thương cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Hành trình thiện nguyện của Thủy Tiên tại Angola không chỉ đơn thuần là để thực hiện nhiệm vụ hay trách nhiệm của một hoa hậu hòa bình quốc tế mà còn xuất phát từ tình cảm của cô. Qua đó mang cả hình ảnh các giá trị tốt đẹp của người Việt ra thế giới.